Lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa lễ cầu cho các linh hồn cũng là một dịp để chúng ta sống trong niềm hy vọng về sự sống đời đời. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta nhắc nhở chính mình rằng cuộc sống không chỉ dừng lại ở đây. Sự ra đi của một linh hồn không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới trong Thiên Chúa. Lòng thương xót của Ngài đảm bảo rằng mọi linh hồn đều có cơ hội được gặp gỡ Ngài, và qua đó, chúng ta củng cố niềm tin của mình vào sự sống đời đời. Chúng ta hãy để lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến trái tim của chúng ta và truyền cảm hứng cho chúng ta sống tốt hơn. Hãy sống với niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, nơi mà chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu đã ra đi, nơi mà không còn đau khổ, không còn nước mắt, chỉ còn hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Hôm nay, chúng ta tụ họp nơi đây để tưởng nhớ các linh hồn đã ra đi trước chúng ta, và qua đó, chúng ta cũng được mời gọi suy ngẫm về lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, một chủ đề sâu sắc và mang tính sống còn trong đời sống đức tin của chúng ta. Trong những giây phút tĩnh lặng này, chúng ta không chỉ hướng về những người đã khuất, mà còn nhận ra rằng lòng thương xót của Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của mỗi người. Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà là một thực tại sống động. Mỗi ngày, Ngài ban cho chúng ta cơ hội để trải nghiệm tình yêu và lòng thương xót ấy qua những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Chúng ta có thể cảm nhận được lòng thương xót khi được nhìn thấy ánh nắng mai, nghe tiếng cười của những người thân yêu, hay đơn giản là cảm nhận được sự an lành trong tâm hồn mình. Mỗi khoảnh khắc đều là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ đơn độc, và tình yêu của Thiên Chúa luôn bao bọc chúng ta. Khi chúng ta tưởng nhớ các linh hồn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta nhớ về những gì họ đã để lại cho chúng ta. Có thể đó là những bài học quý giá, những ký ức đẹp đẽ hay đơn giản là những giây phút hạnh phúc mà chúng ta đã trải qua cùng nhau. Những kỷ niệm này sống mãi trong chúng ta, không chỉ là một phần của quá khứ mà còn là động lực để chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, sống theo cách mà họ đã sống, với lòng thương xót và tình yêu dành cho người khác. Lời cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ là một nghĩa vụ mà còn là một hành động thể hiện tình yêu và lòng thương xót. Qua lời cầu nguyện, chúng ta không chỉ cầu xin cho họ được thanh tẩy và được vào nước trời, mà còn mở rộng tâm hồn mình để đón nhận những ân sủng từ Thiên Chúa. Chính trong những giây phút cầu nguyện này, chúng ta cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa chúng ta và các linh hồn, giữa thế giới trần gian và thế giới vĩnh cửu. Chúng ta có thể cầu nguyện bằng những lời đơn giản, bằng cả trái tim mình, hay thông qua những hành động cụ thể như tham gia dâng lễ, thắp nến, hay thực hiện những việc lành phúc. Mỗi hành động ấy đều là một cầu nối giúp chúng ta đến gần hơn với Thiên Chúa và các linh hồn đã ra đi. Điều quan trọng là chúng ta sống với lòng yêu thương và lòng trắc ẩn đối với những người đã khuất, cũng như với những người còn sống quanh ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa là một trong những khía cạnh đẹp đẽ nhất của Ngài. Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo hóa mà còn là đấng tha thứ, đấng luôn chờ đợi để đón nhận những linh hồn trở về với Ngài. Ngài đã từng nói qua miệng các ngôn sứ rằng, kẻ ta không muốn cái chết của kẻ chết, nhưng muốn họ quay trở về và được sống. E 18:32. Đây là một lời hứa đầy hy vọng, một thông điệp mà chúng ta cần phải khắc sâu trong tâm trí và trái tim của mình. Khi chúng ta nhớ đến các linh hồn trong lễ cầu nguyện hôm nay, chúng ta không chỉ đơn thuần là cầu nguyện cho họ mà còn phải nhìn nhận rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không có giới hạn. Ngài luôn rộng lòng tha thứ cho những ai thành tâm ăn năn hối cải. Qua sự phục sinh của Chúa Kitô, Ngài đã mở ra con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu cho tất cả mọi người, không chỉ cho những ai sống trong ân sủng, mà còn cho cả những linh hồn trong luyện ngục đang cần đến lời cầu nguyện và sự trợ giúp của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua từng khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Chúa Giao đã dạy rằng, đời không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình cho bạn bè. Ga 15:13. Tình yêu ấy không chỉ giới hạn trong những ai còn sống, mà còn mở rộng đến những linh hồn đã qua đời. Khi chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta thực hiện một hành động yêu thương và thương xót, làm cho tình yêu của Thiên Chúa được sống động hơn trong thế gian này. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho sự bình an và tha thứ của các linh hồn, mà còn cầu nguyện cho chính mình. Qua sự cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng mỗi chúng ta đều cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể mắc phải những lỗi lầm và sai sót. Nhưng Ngài luôn sẵn sàng tha thứ, chỉ cần chúng ta thành tâm quay về với Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta giúp họ nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Cầu nguyện không chỉ là một bổn phận mà còn là một hành động của tình yêu. Mỗi lời cầu nguyện chúng ta dâng lên đều là một nhịp cầu kết nối giữa thế giới trần gian và thế giới thiên đàng.
Thánh Teresa Avila đã từng nói rằng, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không chỉ nói với Thiên Chúa mà còn lắng nghe Ngài. Qua đó, chúng ta không chỉ dâng lời cầu xin mà còn nhận được sự an ủi và hướng dẫn từ Thiên Chúa. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta không chỉ nhớ đến những người đã ra đi, mà còn nhớ đến mối quan hệ mà chúng ta đã xây dựng với họ trong suốt cuộc đời. Những kỷ niệm, những tiếng cười và cả những giọt nước mắt, tất cả đều tạo nên một phần không thể tách rời trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện không chỉ để họ được thanh tẩy và đón nhận vào thiên đàng, mà còn để giữ cho tình yêu và lòng thương xót mà chúng ta dành cho họ luôn tồn tại. Trong những tháng ngày qua, chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu linh hồn ra đi. Có thể họ là những người thân yêu trong gia đình chúng ta, những người bạn đã cùng chúng ta trải qua nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta không chỉ thể hiện lòng thương xót mà còn tôn vinh tình yêu thương mà chúng ta đã chia sẻ. Chúng ta không bao giờ quên rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn dành cho những người mà chúng ta yêu thương. Sự cầu nguyện của chúng ta cho các linh hồn không chỉ là một hành động đơn thuần, mà là một sự kết nối giữa chúng ta và họ. Dù họ đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng tình yêu mà chúng ta dành cho họ vẫn sống mãi trong lòng. Qua lời cầu nguyện, chúng ta mở ra một không gian linh thiêng, nơi mà tình yêu không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Chúng ta tạo nên một nhịp cầu, nơi mà các linh hồn cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu và lòng thương xót từ thế giới trần gian. Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dành cho các linh hồn đã ra đi mà còn dành cho chính chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cũng tự hỏi bản thân, để chúng ta có sống xứng đáng với lòng thương xót của Chúa không? Cầu nguyện không chỉ là cách để chúng ta nhớ về người đã khuất, mà còn là cơ hội để chúng ta xem xét lại cuộc sống của mình, để sống một cách tốt đẹp hơn, để có thể đón nhận sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Thánh Gioan trong thư thứ nhất đã nói, Thiên Chúa là tình yêu, 1 Gioan 4:8. Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì lòng thương xót của Ngài cũng chính là tình yêu ấy được thể hiện qua những hành động tha thứ và sự quan tâm. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta mở rộng tâm hồn mình để đón nhận tình yêu thương từ Thiên Chúa và đồng thời ban phát tình yêu ấy đến với những người xung quanh. Cầu nguyện cho các linh hồn cũng mang lại cho chúng ta sự an ủi. Khi nhớ đến những người đã ra đi, chúng ta có thể cảm thấy đau đớn và mất mát. Tuy nhiên, trong sự cầu nguyện, chúng ta tìm thấy niềm hy vọng và sự an ủi từ Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng những linh hồn đó đang trong quá trình thanh luyện để trở về bên Chúa, và nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta, họ sẽ sớm được hưởng vinh quang thiên đàng. Trong những khoảnh khắc đau buồn, hãy nhớ rằng chúng ta không đơn độc. Lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ có ý nghĩa với các linh hồn mà còn mang lại sức mạnh và sự an ủi cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống với niềm hy vọng vào sự sống đời đời, nơi mà không còn nỗi đau, không còn sự chia ly, chỉ còn niềm vui trọn vẹn bên Thiên Chúa. Lòng thương xót không chỉ được thể hiện qua lời cầu nguyện, mà còn cần được sống qua hành động. Chúng ta hãy nỗ lực sống trong tình yêu thương và lòng bác ái đối với mọi người, đặc biệt là những ai còn sống. Cầu nguyện cho các linh hồn là một cách để nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc sống thánh thiện và yêu thương. Ngoài việc cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cũng có thể làm những việc lành, giúp đỡ những người cần sự trợ giúp và sống cuộc sống bác ái trong cuộc sống hàng ngày. Thiên Chúa mong muốn rằng, qua mỗi hành động tốt đẹp, chúng ta không chỉ làm cho cuộc sống của chính mình thêm phong phú mà còn mang lại bình an và niềm vui cho những linh hồn đã ra đi. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ cầu cho các linh hồn này, chúng ta hãy mở rộng trái tim và tâm hồn mình để đón nhận lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, dù các linh hồn có ra đi, tình yêu của họ và những kỷ niệm đẹp đẽ vẫn luôn sống trong trái tim của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng kiên nhẫn và tình yêu thương, để qua những lời cầu nguyện và hành động bác ái, chúng ta có thể giúp các linh hồn được thanh tẩy và đón nhận vào vinh quang của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện, để mọi linh hồn đều được hưởng sự bình an và tha thứ của Thiên Chúa, và xin Ngài hướng dẫn chúng ta sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, với niềm tin vững mạnh vào lòng thương xót của Ngài.